Thảo mến chào bà con đang xem trên kênh Mê Cây Yêu Vườn cho cuộc sống Mỹ nha. Nay Thảo giới thiệu với bà con mình một số cây ăn trái mà Thảo có nha cả nhà. Cả nhà mình nếu ai có nhu cầu trồng những cây này thì làm ơn hãy liên lạc trực tiếp số phone của Thảo giùm nha. 510-774-1117. Và đây cây Thảo đang quay đây là cây quýt Golden Nugget nha cả nhà. Một loại quýt ngọt, dễ lột, không có hạt. Cây đang rất là nhiều bông và đang đậu trái rất là đẹp cả nhà ơi. Số lượng cây Thảo không có nhiều, mỗi loại Thảo chỉ có vài cây thôi cả nhà. Cho nên cô chú anh chị nào thích thì hãy nhanh tay nhắn tin cho Thảo giùm nha. Bởi vì Thảo đăng lên như thế này vài tuần là Thảo hết hàng rồi. Thì khi đó mình sợ liên lạc trễ thì tiếc là không còn cây mà mình thích đó cả nhà. Thì vừa rồi Thảo có đăng cây kết xu đó, mọi người hỏi thì muộn quá rồi, Thảo có ít cây thôi à. Đây là cây chanh số 8 nè cả nhà. Thì cái gốc chanh số 8 của mình là cây của năm ngoái, cho nên cái gốc nó rất là to. Và mình đã cắt cái ngọn, năm nay nó đang ra tược và lá non đó cả nhà. Khúc này là mình đã cắt ngang rồi nha. Chanh số 8 này rất là thơm để mình nấu lẩu hoặc là hấp gà, luộc gà đồ đó cả nhà. Ngoài ra thì Thảo còn có chanh ngọt nha. Chanh ngọt thì hiện tại bây giờ mình chỉ còn một cây thôi. Chanh ngọt thì Thảo đã ăn qua rồi. Cái mùi thì là mùi chanh, nhưng mà cái vị rất là ngọt luôn đó cả nhà. Mình chỉ có hai cây, vừa bán một cây, hiện tại còn một cây thôi. Thảo có cam ruột đỏ đó cả nhà. Người ta gọi là cam huyết rồng hay sao đó. Và đây là cây chanh ruột hồng. Chanh ruột hồng này cũng một dạng quý hiếm nha cả nhà, và rất là đẹp nè. Cũng đang cho trái và một số cây đang cho bông rất đẹp. Những cây Thảo tuyển về để ship cho khách thì toàn là những cây đẹp, cả nhà mình yên tâm. Còn nếu như những cây xấu, Thảo sẽ không lấy, hoặc là nếu như lỡ mà có lấy về, mình cũng sẽ dưỡng cho đẹp mình mới cho ra hàng. Cho nên cô chú anh chị mình đừng lo lắng là sợ mình giao cây xấu. Bởi vì cây đẹp mình giữ lại để làm gì? Lỡ nó ế thì sao cả nhà, đúng không? Và đây là một số những cái chậu sương sâm đó cả nhà. Sương sâm là cái loại mình vò ra rồi để cho nó đông lại, ăn rất là mát cho cơ thể nha. Thì những chậu sương sâm này được nằm trong chậu 2 năm rồi. Gốc rất là bự và nhiều cây ở trong đó nha. Mỗi chậu sương sâm này đang nằm trong chậu 15 gallon. Nếu như cô chú anh chị mua thì Thảo sẽ sang chậu cho nó mới ship được nha cả nhà ơi. Và đem về mình tưới nước là mình có thể thu hoạch lá được ngay nha. Sương sâm láng này thì mình dễ trồng hơn cho cái vùng lạnh. Đây là cái vùng của Thảo ở là 9B. Ban đêm rất là lạnh, hiện tại ban đêm bây giờ vẫn còn 40 mấy độ thôi. Mà mình vẫn để những cái chậu sương sâm ở ngoài trời đó. Còn đây trên tay Thảo là những trái. Những trái này tự nhiên quên tên ta. Hôm nay Thảo không có được khỏe đó cả nhà, cho nên đầu óc nó cũng không có được minh mẫn lắm. Đây là cây Donut Pit đó cả nhà. Một loại đào mà cái trái nó có hình dạng rất là dễ thương, ăn giòn và ngọt. Cây đào này thì Thảo cũng có trồng hai cây hồi năm ngoái đó cả nhà ơi. Cho trái rất là đẹp, ăn thì lại ngon nữa. Cho nên năm nay mình nhập một ít về chia sẻ cho bà con nha. Đây nè cả nhà. Cây này là cây Donut Pit mà Thảo trồng hồi năm ngoái nè. Bây giờ nó đang cho trái rất nhiều luôn. Cái thương hiệu và cái loại cũng giống như Thảo đang bán cho mọi người nha. Trái nó ăn ngon lắm cả nhà ơi. Ăn giòn tan à. Năm ngoái Thảo có hái, có ăn review cho bà con mình xem đó. Mà cái hình thù của nó cũng rất là đẹp ha. Nó giống như cái bánh donut vậy đó cả nhà. Thì mình thấy nó dễ thương mà ngon nha. Cho nên năm nay mình xem một ít cây cho bà con trồng chơi ha. Còn cây này thì mình đã trồng năm ngoái rồi. Năm ngoái là năm bói của nó mà được 30 mấy trái đó cả nhà. Còn năm nay thì thấy cũng khá nhiều đó mà Thảo chưa có đếm nữa. Những cây Thảo giao cho khách đều là cây gốc to khỏe. Và khi ship mình sẽ ship nguyên chậu như thế này nha cả nhà.
Ở đây Thảo có hai cây chanh của Nhật, chanh ngón tay của Nhật, ruột đỏ. Chỉ có hai cây thôi cả nhà ơi. Nó để là red, có nghĩa là red inside, cái ruột nó màu đỏ. Và Thảo cũng có hai cây ruột màu hồng, cũng là của Nhật luôn. Thì những cái loại này cũng rất là quý hiếm trên thị trường ha. Mình giới thiệu với bà con, ai thích trồng những cây lạ mà hiếm mà ngon thì hãy liên lạc với Thảo giùm nha. Hai cây này là màu hồng, ruột nó màu hồng đó cả nhà, chanh ngón tay ruột hồng của Nhật, đang cho rất là nhiều hoa nè. Ở đây là những cây cam mà Thảo có nói đó, cam ruột hồng không hột, ngọt. Những cái cây này Thảo đều có trồng trong vườn của mình. Thảo thấy nó đẹp, ngon thì Thảo share với mọi người. Ai thích trồng thì làm ơn liên lạc trực tiếp số phone giùm Thảo nha, 510-774-1117. Thảo cảm ơn mọi người đã coi video. Và nhớ nhấn nút đăng ký và nhấn cái chuông bên cạnh để mình nhận những video mới nhất nha cả nhà ơi. Thảo có một số cây hồng chocolate đó cả nhà, có nghĩa là cây hồng giòn mà bên trong nó có cái màu giống như sô-cô-la cả nhà ha, chứ không phải màu vàng. Thì cây đang cho rất là nhiều nụ nè. Cây này rất là cao cho nên khi Thảo xếp là bắt buộc mình phải cắt ngắn. Mà quý vị đừng có lo, nếu như mà có cắt ngắn xuống thì về mình tưới nước vài tuần nó lại đâm chồi nảy lọc khác cho mình nha quý vị ơi. Lúc này Thảo cũng không có được khỏe lắm cho nên chỉ quay review những cái loại mình có. Thảo cũng có mãng cầu do thái xanh, do thái đỏ và mãng cầu Úc trái lớn. Thảo có rất là nhiều giống cây ăn trái nhiệt đới nữa nha. Bà con, cô bác ai thích thì làm ơn liên lạc giùm Thảo. Cảm ơn mọi người rất nhiều.